chào bạn Táo. Rồi xin chào tất cả các bạn. Lên một số cái đồng hồ thanh lý cho anh em nha. Nghỉ bán phụ tùng thanh lý nha anh em. Hai cái đồng hồ cho anh em lên xe 70 với 90 nha. Đây, lên xe 90. Này, lên xe 70. 70 với 90 thì nó đều có số chung là 80 nha anh em. Đó. Này đồng hồ của Custom 100 nha. Này đồng hồ của City. Anh em có thể gắn cho được Dream Thái. Đồng hồ này đẹp. Mà cái mặt kính nó xấu. Mà mặt ở trong thì nó khá là đẹp. Kim xăm, cây kim xăng ở trong thì nó có vẻ như giống muôn gãi các bạn. Đó, đó tình trạng anh em. Này thanh lý 500.000. Này đồng hồ 50 nha. 50, 3 cái 50. Này 50, đời cao. Này 50, đời trung. Cái này 50, đời đầu. À, tem đỏ. Đồng hồ Charlie 84. Rồi. Đồng hồ 50 thì 1 triệu 2 một cái. Đồng hồ 70 với 90 thì 1 triệu 8 một cái. Đồng hồ custom 100 triệu 8 một cái. Charlie 1 triệu 8 một cái. Rồi, thanh lý hết cho anh em nha. Cái này 500 một cái. Anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Phương thức mua hàng, những anh em ở khu vực Sài Gòn qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý chuyển tiền trước ship hàng sau. Cập ship code nha. Cảm ơn tất cả các bạn.